Mới đây, một xe khách chở 29 học sinh đi chụp ảnh kỷ yếu bị lật giữa đường, may mắn là không ai bị thương nặng. Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 43 tối ngày 22 tháng 6. Một xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 47 theo hướng từ thành phố Sầm Sơn đi thành phố Thanh Hóa đến địa phận xã Quảng Phú thì bất ngờ mất lái và lật nghiêng. Trên xe lúc đó có 30 người, phần lớn đều là các em học sinh chụp ảnh kỷ yếu ở thành phố Sầm Sơn trở về. May mắn là toàn bộ số người trên xe chỉ bị xây xước và bị thương phần mềm. Người dân tại hiện trường hỗ trợ đưa các em học sinh ra khỏi xe khách và báo cho lực lượng chức năng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong khi đó, theo quan sát từ đoạn clip, nhiều người cho rằng vì chiếc xe con dừng bất ngờ giữa đường nên tài xế xe khách mới đánh lái để tránh rồi dẫn đến tai nạn.